Thưa quý vị, thưa các bạn, là quốc gia ven biển có vị trí chiến lược ở khu vực Đông Nam Á và châu Á. Việt Nam có vùng đặc quyền kinh tế trên 1 triệu km vuông, với bờ biển dài hơn 3.260 km cùng khoảng 4.000 đảo và quần đảo. Việt Nam cũng có ngành thủy sản phát triển lâu đời, sở hữu nhiều chủng loại thủy sản đa dạng được phân bố dựa trên sự khác biệt về đặc điểm địa lý và khí hậu trải dài từ Bắc đến Nam. Ngành thủy sản Việt Nam đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng cao, quy mô và giá trị sản xuất lớn, có nhiều sản phẩm xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu sản phẩm của kinh tế thủy sản được thay đổi mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng, tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Hoạt động về khai thác hải sản đã chuyển dịch theo hướng trở thành một nghề cá cơ giới, tăng cường khai thác ở vùng biển xa bờ, hướng vào khai thác các sản phẩm có giá trị cao và xuất khẩu, đồng thời ổn định khai thác vùng ven bờ, khai thác đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi, môi trường sinh thái. Ngành nuôi trồng chế biến thủy sản đã trở thành một ngành sản xuất hàng hóa tập trung với trình độ kỹ thuật tiên tiến, phát triển ở tất cả các thủy vực nước ngọt, nước lợ, nước mặn, theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, hài hòa với các ngành kinh tế khác, trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hóa chủ lực và phát triển rộng khắp, có vị trí quan trọng. Trong 4 cái luật chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp thì đều theo một cái chuỗi khép kín: thủy sản, nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi. Và đây là một cái xu thế chung. Và cũng như tôi lưu là cái luật thủy sản 2017 thì cũng đã được tham vấn, và cũng như là 8 cái thông tư, 2 cái nghị định đều được sự tham vấn của châu Âu, và cũng hướng tới một cái nghề biển, một cái ngành thủy sản phát triển bền vững. Các địa phương cần tiếp tục hướng dẫn ngư dân, doanh nghiệp khai thác bền vững, thực hiện tốt nhất chỉ đạo của chính phủ, đảm bảo triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế về chống khai thác IUU. Cái công nghiệp phụ trợ đòi hỏi để phát triển cho cái ngành nuôi biển là cực kỳ quan trọng, bởi vì cái đó nó quyết định hầu như cái thành bại của cái điều kiện Việt Nam mình, với cái điều kiện bão gió, thiên tai, đấy thì là cái mà thường xuyên xảy ra. Nếu như mình không áp dụng được công nghệ tiên tiến rồi cả cái ngành công nghiệp phụ trợ cho cái nghề nuôi biển thì chúng ta lại không chống chịu được với sóng gió. Việt Nam mình với cái tiềm năng về cái mặt nước biển là vô cùng lớn, biển mở là chủ yếu, nên là đòi hỏi để phát triển cái nuôi cá lồng của Việt Nam thì đòi hỏi về cái lồng phải kiên cố, chống chịu được với bão gió, thì khi đó thì người dân mới vươn ra biển được. Thì với cái tiềm năng như thế thì đơn vị tập trung rất nhiều vào cái công thức để sản xuất ra cả cái lồng nuôi cá chịu đựng được với sóng gió. Ngoài phục vụ xuất khẩu, ngành chế biến thủy sản đã bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường nội địa. Đến nay, ngoài 600 cơ sở chế biến quy mô công nghiệp, sản xuất hàng xuất khẩu còn có gần 4.000 cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ. Các làng nghề chế biến thủy sản mỗi năm chế biến được khoảng trên 540.000 tấn sản phẩm, với giá trị trên 20.000 tỷ đồng và sử dụng đến 40.000 lao động. Chúng tôi là thực tế là cơ quan quản lý nhà nước, là chúng tôi đã từ hồi giờ đã triển khai những quy định từng của bộ chuyên ngành của chính phủ xuống để là nâng cao nhận thức của người dân trong quá trình khai thác đánh bắt, cũng như là tạo nên những cái chuỗi giá trị trong vấn đề từ cái khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu, tức là nó đối với Khánh Hòa thì nó ổn định. Cho nên là chúng tôi là còn đối với ngư dân thì có những cái chính sách của nhà nước hỗ trợ để cho bà con tạo điều kiện cho bà con ngư dân tham gia khai thác xa bờ. Khi mà là có cái hệ thống các cái siêu thị đó, là các cái trung tâm thương mại thì coi như là cái thị trường mà các cái sản phẩm của Khánh Hòa cũng đã đi vào các tiêu thị, cũng chế biến sâu giống như là chế biến để xuất khẩu. Hiện nay thì chúng tôi đang có khoảng 12 đầu sản phẩm, và các sản phẩm này bước đầu đã được thị trường rất là tin dùng và ưa chuộng, bởi vì là đối với những cái sản phẩm nhuyễn thể thì khi mà chế biến và bảo quản là rất khó khăn, đối với đặc biệt đối với những cái tỉnh mà không có vùng biển, và để cho cái quá trình mà sản xuất phát triển kinh doanh được bền vững
thì chúng tôi đã luôn cố gắng xây dựng được những cái vùng nguyên liệu an toàn và sản lượng lớn để đáp ứng được các thị trường mà mình đang hướng đến. Trong giai đoạn tới, để ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, cần phải phát triển thủy sản thành một ngành sản xuất hàng hóa có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Theo đó, trước hết phải tiếp tục tập trung tái cấu trúc ngành thủy sản trên cơ sở đánh giá đầy đủ nhu cầu thị trường trong nước và thế giới và trên cơ sở quy hoạch ngành thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch để thực hiện các quy hoạch cho từng năm và từng giai đoạn, xác định rõ cơ cấu nguồn vốn để đầu tư thực hiện các quy hoạch đó. Xây dựng cụ thể các dự án, các nhiệm vụ ưu tiên để huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, ưu tiên vốn ngân sách đầu tư cho các dự án hạ tầng cấp thiết như các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, các dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy lợi. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm soát quá trình đầu tư phát triển, khai thác, nuôi trồng chế biến, bảo quản sản phẩm thủy sản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư của các dự án hạ tầng đối với ngành thủy sản, các dự án đóng mới tàu thuyền cũng như kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thủy sản. Theo các chuyên gia, sau khi Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo với các bộ ngành và 28 địa phương ven biển để triển khai các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm của tàu cá và ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng đánh bắt cá trái phép vẫn chưa chấm dứt. Nếu không sớm gỡ được thẻ vàng, thậm chí bị nâng mức cảnh báo thẻ đỏ, sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường xuất khẩu của thủy sản Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của ngành thủy sản, nền kinh tế Việt Nam và đời sống của người dân. Do vậy, ngoài những giải pháp dài hạn để phát triển ngành thủy sản Việt Nam, thời gian tới, các địa phương và đặc biệt là 28 tỉnh, thành phố ven biển cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát ngư dân, triển khai tốt các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của EC, sớm gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam và góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu cho thủy sản Việt Nam.